Nhà Phật có câu nói Buông giao mộ xuống lập tức thành Phật Giao mộ là gì? Giao mộ chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Vì sao gọi là giao mộ? Giao mộ là công cụ tạo ác nghiệp Giết mổ chúng sanh Ăn thịt chúng sanh Đây là giao mổ Giao để cắt thịt trong nhà bếp Đó chính là giao mộ Dùng điều này để làm ví dụ Đó là công cụ phạm tội Chúng ta ở trong lục đạo phạm tội Phạm tội thế nào? Khởi tâm động niệm phân biệt chập trước Phạm tội ở đây vậy? Thứ này buông bỏ không phải đã thành Phật rồi sao? Vậy nên không ăn thịt chúng sanh nữa Không những không ăn thịt chúng sanh Ngay cả ý niệm ăn thịt chúng sanh cũng không có Đây là điều người học Phật chúng ta có thể làm được Nếu như quý vị ăn chay Ăn được 4 năm năm Quý vị không còn nghĩ đến nữa Người đến những mùi đó còn cảm thấy ghê ghê đều nhanh chóng bỏ đi. Sẽ không khởi ý niệm đó. Như vậy dần dần dưỡng thành thói quen rồi. Người ở thế giới Tây phương cực lạ, quý vị nghĩ xem, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cho nên những nghi vấn này đều là những phàm phu hiện tại chúng ta mới học Phật mới học tịnh độ không tránh được có những loại vọng niệm vọng tưởng này nhưng vọng niệm này phải giải thích cho rõ ràng không giải thích rõ ràng chứa ngại họ chứa ngại tính tâm của họ chứa ngại trí tuệ của họ chứa ngại họ giảng sanh cho nên tác dụng của kinh giáo là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tịnh Đây là cảnh giới hiện tiền của chúng ta Lúc công phu thành tựu rồi Kinh giáo chứng minh cho chúng ta Chúng ta chứng đắc cảnh giới này là thật hay là giả Kinh giáo chứng minh Quý vị thấy được thế giới Tây Phương cực lạ Quý vị thấy được Phật A Di Đà, nếu như giống với những điều nói trong kinh vô lượng thọ thì là thật không giả chút nào. Nếu như thấy được Phật A Di Đà, thấy được thế giới cực lạc khác với trong kinh nói đó là giả, không phải là thật. Năm xưa tôi giảng kinh ở Hồng Kông cũng khoảng 30 năm trước pháp sư sứ hoài đưa một quyển sách cho tôi xem thế giới cực lạc du ký là một người xuất gia viết ông đến thế giới cực lạc để tham quan đi du ngoạn ông nói thế giới cực lạc có người nữ pháp sư sứ hoài cầm quyển sách này hỏi tôi ông nói điều này không đúng thế giới cực lạc không có người nữ ông ấy làm sao lại thấy người nữ ông đến hỏi tôi tôi nói ông ấy đến không phải là thế giới cực lạc thật mà là giả vì sao vậy kinh là chứng minh kinh điển có hai tác dụng người chưa khai ngộ là giúp chúng ta phá mê khai ngộ lúc đã khai ngộ rồi thì giúp quý vị chứng quả cảnh giới mà quý vị chứng nhập tương ưng dưới trong kinh nói thì đó là thật đó là chính xác không phải là sai lầm nếu như cảnh giới mà quý vị vào đến thế giới tây phương cực lạc đúng rồi thế giới cực lạc có người nữ vậy quý vị đi sai chỗ rồi đó không phải là thế giới cực lạc của phật a di đà điều này không thể không biết hiển tiền cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc nhất Là người hiện nay tâm tình thu tháo Không định Người học Phật thường thường Viết những bài cho tôi xem Viết những vấn đề đến hỏi tôi Chữ viết rất lắm điều này vào thời đại của chúng tôi khi còn trẻ chưa từng nhìn thấy nói cách khác không nói thời gian lâu quá năm mươi năm trước bốn mươi năm trước năm mươi năm trước chúng tôi trong xã hội qua lại với người ta viết vài chữ cũng rất quy củ Thông thường chúng tôi nhìn thấy chữ hành khải, gọi là hành thư, không phải là hoàn toàn chữ viết thảo. Hiện tại chúng tôi thấy mọi người lúc viết chữ rất lao. Việc này nói lên điều gì? Tâm họ không định. Giọng niệm của họ nhiều, phiền não của họ nặng, có thể từ đây mà thấy được. Nói chuyện nhiều, vọng niệm nhiều tâm không định đây là chuối ngại rất lớn người có chuối ngại như vậy đọc sách không tốt sách đọc không giàu được cho nên hiện tại học sinh đi học ở trường mục đích là ở chỗ nào mục đích là thi cử ứng phó với thi cử chỉ cần thi cử đạt yêu cầu gian bằng tốt nghiệp lấy được là được rồi gian bằng lấy được rồi mà không học được gì thầy giáo dạy học sinh như thế nào thầy giáo không dạy nữa vì sao vậy quý vị muốn dạy học sinh là kết oán thù với học sinh nói không chừng học sinh giết luôn quý vị không dám đắc tội với học sinh học sinh không nghe lời nữa thầy giáo cần là những gì thầy giáo cần là lương bổng phải sống qua ngày ai ai cũng có lợi học sinh kiếm văn bằng thầy giáo kiếm tiền lương mỗi người cần một thứ cho nên mọi người đều không có trách nhiệm Tôi sau khi xuất gia rồi cũng dạy học được mấy năm. Tôi dạy ở trường 5 năm. Thật sự là như vậy, những lúc đó so với hiện tại còn tốt hơn nhiều. Lúc đó học trò nếu làm bài tập viết chữ cũng rất quy củ. nếu quý vị viết thảo như hiện nay thầy giáo có thể không sửa bài tập cho quý vị trả bài lại cho quý vị viết lại viết không ngay ngắn không đọc hiện tại trở thành phổ biến như vậy xã hội này làm sao không loạn được Lúc tôi học triết học với thầy Phương 60 năm trước Lúc đó thầy Phương nói với tôi Ông nói hiện tại trường học thầy giáo không giống thầy giáo Học trò không giống học trò tôi lúc đó viết thư cho thầy viết một bài luận đưa cho thầy xem mục đích là muốn học dự thịnh môn học của thầy ở trường thầy đem tình hình ở trường nói cho tôi nghe thầy nói nếu anh đến trường nghe giảng anh sẽ thất vọng nhiều lắm lời này có ý gì vậy lẽ nào thầy phương đi dạy ở trường tôi đi nghe lại rất thất vọng sao rất quá thể hiện nay càng không cần phải nói nữa tôi hiện tại vẫn là giáo sư của đại học queensland úc châu giáo sư danh dự thỉnh thoảng cũng có một lần lúc đến trường trường học sắp xếp cho tôi một tiết học lên lớp cho học sinh một giờ giáo sư sắp xếp giờ cho tôi nói với tôi Ông nói Pháp Sư à Ngài nên biết hiện nay học trò lên lớp Nhẫn nại chỉ được 15 phút thôi Sau 15 phút liền không nhẫn nại được nữa Tâm để đâu đâu rồi Có thể nói là kể chuyện Nói chuyện phim Mọi người cùng vui vẻ Hiện tại là tình hình như vậy Đến lớp học vừa nhìn thấy quả nhiên không sai Sau 15 phút quý vị thì học sinh tâm tình lơ đến rồi Mắt không nhìn thầy giáo nữa Nhìn ngoài cửa sổ Tai cũng nghe âm thanh bên ngoài Chúng ta liền hiểu được Phong cách ngay một đi xuống Trình độ dạy học đã xuống rất thấp rồi Vậy làm sao mà vậy? Điều này mới là việc thực sự đáng lo lắng Thời đại chúng ta xã hội loạn rồi Thế hệ sau càng loạn hơn nữa Tôi gặp Đại sư Trương Gia Xin thọ giáo với Ngài rằng Phật Pháp có bí quyết gì Làm cho con nhanh chóng khế nhập được Ngài nói với tôi có Nhìn cho thấu buông bỏ được Đây là chỉ điểm cho tôi một con đường Nhìn thấu là trí tuệ Buông bỏ là công phu Công phu không phải quý vị mỗi ngày tụng kinh nhiều ít Lạy Phật nhiều ít niệm mấy dạng câu danh hiệu Phật không phải không phải điều này mà là buông bỏ thầy giáo nói với tôi công phu là quý vị buông bỏ nhiều ít đây là công phu thật ngoài ra điều là hình thức thầy giáo nói Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức Nhìn thấu là trí tuệ Trí tuệ từ đâu mà có Từ buông bỏ mà có Tất cả đều buông bỏ tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Tâm tạp loạn sanh phiền não Tâm tự tư tự lợi Tâm tham sân suy mạng nghi Sanh phiền não Tâm danh lợi sinh phiền não Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ Quý vị muốn trí tuệ hay là muốn phiền não? Rất đơn giản Muốn trí tuệ Vậy tôi phải có tâm thanh tịnh Tôi đem những thứ phiền não này Những thứ lộn xộn này buông bỏ hết Điều này rất quan trọng Cổ nhân nói một câu rất hay Biết việc ít thì phiền não ít Biết nhiều người thì thị phi nhiều Biết nhiều người quá thì thị phi nhiều biết nhiều gì qua phiền não cũng nhiều quý vị mỗi ngày xem tivi mỗi ngày đọc báo chí mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều tin tức quý vị làm sao mà không sanh phiền não được tôi phiền não ít hơn quý vị vì sao vậy quý vị tìm phiền não tôi không tìm phiền não tôi không xem tivi tôi không đọc báo chí Một năm tiết kiệm được không ít tiền Không tốn khoản chi tiêu này Tôi đối với sự việc trong thế gian này Tôi không hy vọng mình biết Ngày ngày tôi xem được đều là thiên hạ thái bình Đều vô cùng quan hỷ Người ta hỏi tôi hôm nay như thế nào Hôm nay xã hội rất an định Không có việc gì cả Địa phương nơi tôi cư trú Tôi có thể nhìn thấy được Có thể nghe thấy được nơi này không có việc gì rất tốt rất bình thường một ngày có thể sinh hoạt trong môi trường như vậy đây gọi là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn một ngày hạnh phúc mỹ mãn ngày ngày đều như vậy vậy thì quý vị sẽ hạnh phúc mỹ mãn cả đời rồi Ngày ngày đọc kinh, sinh hoạt với Phật Bồ Tát Quý vị xem an vui biết bao Nếu như mỗi ngày sanh phiền não Đó là bất định tụ và ta định tụ Họ sống cuộc sống với yêu ma quỷ quay Quý vị có thể không đọa lạc được sao? nghĩ đến không đọa lạc điều không thể rồi quý vị tu hành không khỏi bị nhân sự thử thách môi trường mê hoặc quý vị không thắng nổi bản thân hiểu được không thắng được thì tôi tránh đi tôi liền rút lui Cố gắng tiếp xúc ít Đây chính là trí huệ Có được định công này Có được trí tuệ này Ngăn cản được là điều có thể Không có trí tuệ không có định công Thì thêm một gì không bằng bớt một gì Bớt một gì không bằng không việc gì Loại trí tuệ này có thể bảo hộ được bản thân Đây là người bất định tụ Bất định tụ chiếm đại đa số Khi họ gặp thiện duyên Họ sẽ là người thiện Họ gặp phải ác duyên Họ sẽ trở thành người ác Nên nói gần mực thì đen Gần đèn thì sáng nếu như xã hội này giáo hóa nếp sống cho tốt có giáo dục thánh hiền những bất định tụ này đều trở thành người tốt nếu như giáo hóa không thỏa đáng thì xã hội đều biến thành người xấu giáo dục xã hội hiện tại ai đang làm vậy truyền thông đang làm cho nên quý vị phải hiểu được xã hội này quý vị xem truyền hình đang diễn là những gì mạng internet truyền bá những gì báo tạp chí đang đăng tải những gì quý vị sẽ hiểu được tất cả Đài Loan trước đây đề sướng phục hưng văn hóa truyền thống có người hỏi thầy phương phải bắt đầu từ đâu thầy phương nói với những người này đầu tiên phải đem truyền hình về những truyền bá của vô tuyến điện tất cả đều dừng lại hết báo chí phải đóng cửa tạp chí phải ngăn cấm người ta nói như vậy không được điều này không làm được thầy phương cười cười nói những thứ này ngày ngày đang phá hoại văn hóa truyền thống chỉ cần những thứ này còn văn hóa truyền thống không thể nào phục hương được thầy nói thật là hay. Chúng ta học văn hóa truyền thống còn có thể đạt được một chút lợi ích, nguyên nhân gì? Họ có quyền cởi mở. Chúng ta có quyền không tiếp thu. Truyền hình quý vị ngày ngày đều mở tôi không xem. Tôi mấy mươi năm rồi không xem tivi, không nghe đài phát thanh. Cũng mấy mươi năm rồi không xem báo chí, không xem tạp chí, tôi có quyền không xem. Quý vị ngày ngày xem những thứ này Quý vị có thể không bị ảnh hưởng được sao Cổ nhân nói rất hay Biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều Quý vị ngày ngày xem những thứ này Quý vị làm sao mà không sanh phiền não được Quý vị làm sao mà có thể đắc được chánh định tụ Tất cả đều cử tuyệt không xem nữa Tôi ngày ngày xem kinh Phật Ngoài kinh Phật ra không xem gì khác như vậy tâm mới có thể định lại được không bị truyền nhiễm nếu như ngày ngày xem những thứ đó tiếp xúc với những thứ đó thì quý vị bị loạn lâu rồi chẳng những không thể giảng sanh ngay cả kinh điển giáo nghĩa cũng không hiểu xem cũng không hiểu vì sao vậy nhân tâm loạn rồi tâm cung kính không còn nữa không có tâm cung kính tuy có nghe giảng tuy có đọc kinh cũng rất khó đạt được lợi ích tâm họ để đâu đâu họ không thể tiếp thu cho dù có niệm phật một tràng hạt 108 tiếng danh hiệu phật họ cũng niệm không nổi họ niệm mấy tiếng liền quên mất lại nghĩ những thứ khác mỗi tràng hạt cũng niệm không xong thì một ngày làm sao mà niệm được mấy dạng tiếng Lão cư sĩ hoàng niệm tổ lúc giảng sanh Nửa năm đó Ông nói với tôi Ông mỗi ngày niệm 140.000 tiếng danh hiệu Phật Đó là gì? Chánh định tụ Niệm Phật đạt đỉnh điểm rồi những tạp niệm đều niệm đi hết Không có ác đạo Ác đạo không nghe nói đến Giống như quả súc sanh tu la la sát Những danh từ này ở nơi đó không nghe nói đến Không nghe thấy Ngã quỷ địa ngục càng không nghe nói đến Nại chí vô hữu chư thú ác trì thức Ác tri thức là người bất thiện Trong lục đạo mỗi mỗi cõi đều có người bất thiện Ở thế giới Tây Phương cực lạc chưa từng nghe nói đến Biểu thị cho thế giới cực lạc không có người bất thiện vậy Tên còn chưa có đương nhiên không có sự thật đây là một thế giới thuần thiện thuần tịnh. Thuần tịnh thuần thiện, chư vị nghĩ thử xem. Đây là phước báo lớn biết bao. Có người không những không có đau bệnh, Tiền náo nhẹ cũng không có nữa có người lìa được khổ rồi quốc đồ núi sông đất đai thế gian chúng ta thường nghe nói đến tai nạn hạn hán gió bão động đất sóng thần thế giới cực lạc không có những danh từ này quý vị vĩnh viễn không nghe đến. Chúng ta nên biết Chúng ta nếu không tu phước Làm sao có thể đến được nơi phúc địa lớn như vậy Đây là người đại phước báo Mới có thể sanh đến một nơi như vậy ngạn ngữ cổ nói với chúng ta người phước ở đất phước đất phước người phước ở đây là phước báo số một trong thế gian và xuất thế gian phước báo số một là người nào đối với phật a di đà đối với thế giới cực lạ thật tin thật nguyện thật niệm phật Hai người này chính là người phước báo số một của thế gian và xuất thế gian tức là người thuần tịnh thuần thiện khắp pháp giới hư không giới tất cả quốc độ chư phật về lý mà nói phật phật đạo đồng về sự mà nói vẫn còn có sai biệt nho nhỏ thật sự đến mức không tìm thấy máy may thiếu sót nào chỉ có thế giới cực lạ cho nên chư phật tán thán đối với phật a di đà điều này trong kinh có tán thán phật a di đà là phật trung chi vương quan trung cực tôn đây không phải là giả bày ra trước mắt chúng ta một môi trường sinh sống như vậy chúng ta có muốn đi hay không muốn đi phải thật làm điều này nên biết cho nên sáu căn quý vị tiếp xúc được toàn là tự tánh đi quay là kiến tánh Từ đó có thể biết chúng ta thật sự xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, vọng tưởng chính là khởi tâm đồng niệm. Sáu căn của chúng ta đang trong cảnh giới hiện tiền. Thật sự làm được không khởi tâm không đồng niệm, không phân biệt không chấp trước thì quý vị thành Phật rồi. Nhà Phật có câu nói buông giao mổ xuống lập tức thành Phật. Giao mổ là gì? Giao mổ chính là khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Vì sao gọi là giao mổ Giao mổ là Công cụ tạo ác nghiệp Giết mổ chúng sanh Ăn thịt chúng sanh Đây là giao mổ Giao để các thịt trong nhà bếp Đó chính là giao mổ Dùng điều này để làm ví dụ Đó là công cụ phạm tội Chúng ta ở trong lục đạo phạm tội Phạm tội thế nào? Khởi tâm động niệm phân biệt chập trước Phạm tội ở đây vậy? Thứ này buông bỏ không phải đã thành Phật rồi sao? Vậy nên không ăn thịt chúng sanh nữa Không những không ăn thịt chúng sanh ngay cả ý niệm ăn thịt chúng sanh cũng không có Đây là điều người học Phật chúng ta có thể làm được Nếu như quý vị ăn chay Ăn được 4 năm năm Quý vị không còn nghĩ đến nữa Người đến những mùi đó còn cảm thấy ghê ghê Đều nhanh chóng bỏ đi Sẽ không khởi ý niệm đó Như vậy dần dần dưỡng thành thói quen rồi người ở thế giới Tây phương cực lạ, quý vị nghĩ xem, Sao càng tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cho nên những nghi vấn này đều là những phàm phu hiện tại chúng ta mới học Phật. Mới học Tịnh độ không tránh được có những loại vọng niệm, vọng tưởng này nhưng dòng niệm này phải giải thích cho rõ ràng Không giải thích rõ ràng chứa ngại họ Chứa ngại tính tâm của họ Chứa ngại trí tuệ của họ Chứa ngại họ giảng sanh Cho nên tác dụng của kinh giáo Là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tinh Đây là cảnh giới hiện tiền của chúng ta Lúc công phu thành tựu rồi Kinh giáo chứng minh cho chúng ta Chúng ta chứng đắc cảnh giới này là thật hay là giả Kinh giáo chứng minh Quý vị thấy được thế giới Tây Phương cực lạ Quý vị thấy được Phật A-di-đà Nếu như giống với những điều nói trong Kinh Vô Lượng Thọ Thì là thật không giả chút nào nếu như thấy được Phật A-di-đà Thấy được thế giới cực lạc Khác với trong kinh nói Đó là giả Không phải là thật Năm xưa Tôi giảng kinh ở Hồng Kông Cũng khoảng 30 năm trước Pháp sư sướng hoài Đưa một quyển sách cho tôi xem thế giới cực lạc du ký là một người xuất gia viết. ông đến thế giới cực lạc để tham quan đi du ngoạn ông nói thế giới cực lạc có người nữ pháp sư xuống ngoài cầm quyển sách này hỏi tôi ông nói điều này không đúng thế giới cực lạc không có người nữ ông ấy làm sao lại thấy người nữ ông đến hỏi tôi tôi nói ông ấy đến không phải là thế giới cực lạc thật mà là giả vì sao vậy kinh là chứng minh kinh điển có hai tác dụng người chưa khai ngộ là giúp chúng ta phá mê khai ngộ lúc đã khai ngộ rồi thì giúp quý vị chứng quả cảnh giới mà quý vị chứng nhập tương ưng dưới trong kinh nói thì đó là thật đó là chính xác không phải là sai lầm nếu như cảnh giới mà quý vị vào Đến thế giới Tây Phương cực lạc Đúng rồi, thế giới cực lạc có người nữ Vậy quý vị đi sai chỗ rồi Đó không phải là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà Điều này không thể không biết Cho nên ở thế giới cực lạc Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Tất cả đều gọi là chiến tăng Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất hay nhớ phật niệm phật hiện tại tương lai nhất định thấy phật họ dùng phương pháp này chính là chúng ta đã nói nhớ phật trong tâm chỉ có phật a di đà trong miệng chỉ có a di đà phật phật a di đà là túi thiện thuần tịnh thuần thiện tâm khẩu thuân tịnh thuần thiền rồi sở hành của thân quý vị đương nhiên là thuân tịnh thuần thiền Sở việc này không ai có thể chướng ngại được điều này chưa vị đồng học nên biết chỉ có bản thân chướng ngại bản thân thôi Yêu ma quỷ quái chứ ngại không nổi Oán thân trái chủ cũng chứ ngại không nổi Yêu ma quỷ quái oán thân trái chủ có thể chứa ngại ai? Chứa ngại người có giọng tưởng phân biệt chấp trước Họ chứa ngại người đó Quý vị buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không thể nào chứa ngại quý vị được tất cả những chướng ngại quý vị tỉ mỉ mà suy nghĩ toàn là thế duyên là trong lục đạo sau khi buông bỏ những thứ này bản thân quý vị không còn chướng ngại nữa tất cả những chướng ngại nghiệp chương tự nhiên được tiêu trừ vì sao vậy trong tự tánh không có quý vị kiến tánh rồi trong tự tánh không có nữa cho nên đó đều là giả đều là không phải sự thật nhưng nếu như quý vị nhận giả làm chân nó sẽ thật có nó thật sự gây phiền phức cũng giống như ác mộng vậy nó thật có thật sự giác ngộ tỉnh ngộ trở lại rồi không còn nữa Mộng lý minh minh hữu lục thủ Giác hậu không không vô đại thiên Sau khi giác ngộ chính là quải thật bằng Sau khi giác ngộ rồi chính là cảnh giới của chư Phật